tâm lưu trữ quốc gia 4, nơi đang lưu giữ và bảo quản rất nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị, trong đó với gần 35.000 tấm mộc bản Triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Đây là nguồn sử liệu có giá trị, phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam thời kỳ cận đại. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, khối di sản tư liệu quý hiếm ngày một xuống cấp do thời gian. Vì vậy, làm gì để đảm bảo và gìn giữ khối tài liệu quý giá này là vấn đề đã đang được quan tâm. Mộc bản Triều Nguyễn là những tấm gỗ quý khắc chữ Hán hoặc chữ Nôm ngược để nhân bản tài liệu nhằm phổ biến rộng rãi ra công chúng. Đây cũng là những bản khắc lưu truyền công danh sự nghiệp của các bậc vua chúa, các sự kiện lịch sử. Hiện Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 là nơi bảo quản gần 35.000 tấm mộc bản với trên 55.300 mặt khắc thuộc 152 đầu sách, có giá trị trên nhiều phương diện với những nội dung ghi chép phản ánh lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Thấy là cái phòng lưu trữ của biệt thự Thanh Xuân ấy, thì nó là khang trang hơn và có cái quý cụ hơn. Thứ hai nữa là sắp xếp từ từ các cái hướng dẫn ấy, thì thấy nó hợp lý hơn. Ngoài giá trị về mặt lịch sử, tài liệu mộc bản còn độc đáo về chất liệu và nghệ thuật chế tác, đánh dấu sự phát triển của nghề khắc in ở Việt Nam. Khối tài liệu mộc bản là những tư liệu gốc quý giá của Việt Nam và hiếm có trên thế giới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, khối di sản tư liệu quý hiếm này đang ngày một xuống cấp bởi nhiều lý do, như trải qua nhiều thời gian, chịu ảnh hưởng của chiến tranh, lũ lụt, cùng với cơ sở vật chất không đảm bảo. Theo thống kê, trong tổng số gần 35.000 tấm mộc bản thì có tới gần 3.000 tấm bị rêu mốc, trên 9.200 tấm bị căng mực. Vì thế, làm gì để bảo vệ và giữ gìn những tư liệu quý luôn là vấn đề được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 quan tâm. Để đảm bảo an toàn cho tài liệu lưu trữ, thì hàng ngày thì có một viên chức của bảo quản sẽ đi để kiểm tra, ghi chép nhiệt độ, độ ẩm ở trong từng phòng kho, để nắm được cái độ biến thiên của nhiệt độ, độ ẩm qua thời gian. Và theo thống kê gần đây của chúng tôi thì thấy rằng nhiệt độ, độ ẩm trong các phòng kho thì biến thiên không có nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng tôi thường xuyên thực hiện các cái nghiệp vụ như là vệ sinh tài liệu mộc bản, vệ sinh kho tàng, thống kê, kiểm tra để nắm được số lượng và tình trạng của tài liệu. Và chúng tôi cũng thường xuyên xuất nhập tài liệu để phục vụ các cái nhu cầu khai thác của độc giả. Cùng với việc chú trọng công tác vệ sinh thường xuyên bằng phương pháp thủ công, thì nhiều giải pháp vệ sinh mộc bản bằng kỹ thuật hiện đại cũng được nghiên cứu để đưa vào thực hiện. Ưu điểm của phương pháp mới là tiến độ vệ sinh nhanh hơn, quá trình làm dễ hơn, vệ sinh sạch sẽ hơn. Hiện nay thì mộc bản Triều Nguyễn cũng như các cái khối tài liệu mộc bản khác của trong nước cũng như ở các nước khác trên thế giới thì đều bị một cái tình trạng lão hóa qua thời gian, cũng như chịu sự tác động của môi trường và các cái tác nhân gây hại khác, thì mộc bản có bị tình trạng cong, vênh, nứt, vỡ, mủn, mục. Đó là những cái khuyết tật mà không thể tránh được của tất cả các khối tài liệu mộc bản trên thế giới. Và để hạn chế những cái tình trạng này, và thì chúng tôi cũng đang phối hợp với những cái tổ chức mà có chức năng, có khả năng chuyên môn để nghiên cứu những cái biện pháp để khắc phục những cái tình trạng trên. Có những mộc bản mà có thể khắc phục được thì chúng tôi cũng sẽ khắc phục để làm cho mộc bản được đẹp hơn, được trở về với cái tình trạng vật lý mà gần như ban đầu. Nhưng đối với những mộc bản mà tính chất cơ lý đã kém rồi thì cố gắng làm sao giữ nguyên trạng và làm giảm đi cái sự lão hóa theo thời gian để cho kéo dài được cái tuổi thọ của những mộc bản đó. Rõ ràng khối tài liệu mộc bản Triều Nguyễn đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 là vô cùng quý giá, không những về mặt tư liệu lịch sử mà còn thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử và ý thức lưu giữ để truyền lại cho thế hệ mai sau. Tin rằng từ những giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác vệ sinh tài liệu mộc bản Triều Nguyễn của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 không những kéo dài tuổi thọ cho khối tài liệu mà còn là việc làm cần thiết. Tổng công suất thiết kế dự kiến của 12 dự án bị loại khỏi quy hoạch là 1.350 tấn gang sắt xốp và 6.520 tấn phôi vuông một năm. Nguyên nhân của việc loại bỏ các dự án khỏi quy hoạch là do có quy mô nhỏ, năng lực chủ đầu tư kém, nguồn nguyên liệu